Thưa quý khán giả, trong làng mỹ thuật thì các họa sĩ Hồ Hữu Thủ, La Hon, Trịnh Thanh Tùng, Đỗ Duy Tuấn và Lê Thanh được biết đến với những phong cách hội họa đặc sắc và riêng biệt. Các họa sĩ này vừa có cuộc hội ngộ thú vị, thu hút sự chú ý của người thưởng lãm. Một cái nhìn lãng mạn đầy màu sắc. Trong giới hội họa thì những tên tuổi như La Hon, Lê Thanh, Hồ Hữu Thủ, Đỗ Duy Tuấn, Trịnh Thanh Tùng được xem là họa sĩ đã có chiếu ngồi, tức là đã định hình về phong cách sáng tác riêng. Năm cây cọ này vừa có cuộc hội ngộ chung đầy thú vị tại Gallery Phương Mai ở địa chỉ 129B Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của giới mỹ thuật và công chúng yêu hội họa. Xin chúc tất cả. Ở cuộc hội ngộ ấy, công chúng lại có dịp chiêm ngưỡng những sắc màu lãng mạn và tinh tế của Trịnh Thanh Tùng qua hình ảnh của những thiếu nữ đầy sức sống. Cầm cọ từ năm 1958, tự học là chính, nhưng qua các tác phẩm của người nghệ sĩ này để lại nhiều ấn tượng. Bởi nét vẽ của ông luôn hướng tới hội họa thuần khiết, tượng trưng và trừu tượng. Ông đi tìm chất thơ và thời gian trong ký ức. Trịnh Thanh Tùng rất thuần thục trong chất liệu sơn dầu, thường sử dụng các sắc nóng rất tinh luyện. Ngắm nhìn những tác phẩm của ông, chợt thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao. Tôi cũng cố gắng đưa vào trong những cái tác phẩm mình những cái chất nhân văn và những cái vấn đề và thiện mỹ ở trong tác phẩm. Ví dụ như cái tác phẩm mà về một cái nhà sư mà đến với những người bất hạnh chất độc màu da cam, thì điều đó là những cái tư duy, những cái trăn trở đối với người nghệ sĩ khi đứng trước giá vẽ để mang đến công chúng. Khi mà mình đã tâm cọ lần trở lại thì những cái tuyệt vời nó mang đến cho mình bao la những cái mảng màu sắc, những ý tưởng của mình nó khác với nhau ngày xưa rất nhiều, nó bắt đầu nó chín lại, nó khô lại. Thí dụ vẽ về Sài Gòn thì bao nhiêu những cái khung cảnh đẹp, ngoài những cô thiếu nữ kia, những phố thị kia, đó là kỷ niệm của người trong nước và ngoài nước nhắc lại để mà chúng ta cùng thưởng thức trong cái cuộc tang ngộ này mà thôi. Bên cạnh đó còn có một Lê Thanh thật ngẫu hứng với cuộc dạo chơi cùng màu sắc và đường nét một cách tài tình. Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về mỹ thuật nên họa sĩ Lê Thanh phát huy hết tài năng của mình. Xem tranh của ông là sự hòa quyện tài tình giữa cổ điển và hiện đại, một phong cách vẽ rất hiếm thấy ở các họa sĩ đương đại. Có chút gì đó thật lãng mạn, lung linh trong từng nét cọ của người họa sĩ này. Công chúng cũng thật ấn tượng với các tác phẩm của họa sĩ La Hon. Dường như xuyên suốt những bức họa và hình ảnh những gương mặt được chia làm hai phần rõ rệt, một bên sáng và một bên tối. Những đôi mắt và miệng tròn xoe như thảng thốt. Ánh sáng được hắt lên từ dưới hay từ bên kia. Và do ám ảnh bởi năm sinh là Ất Dậu nên những con gà luôn hiện hữu trong tranh của người nghệ sĩ này. Cái gương mặt sáng tối của tôi đó là nó có hai phần, vì một phần mỗi người nó đều có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Thì cái con mắt sờn xe gì nó tỏ ra cái ngạc nhiên, và những cái miệng có khi là tôi vẽ há hốc ra là nó muốn nói chuyện với cái đối diện với cái người xem, rồi nó muốn nói cái lên một cái điều gì,
mà cái đó thì để người xem họ cảm nhận được. Nếu La Hòn thật ấn tượng qua nét vẽ thì Đỗ Duy Tuấn đầy chất thơ. Những thiếu nữ được anh diễn tả qua nét cọ thật thanh khiết và thánh thiện. Hình ảnh dịu dàng của người con gái Huế được Đỗ Duy Tuấn khắc họa thật tinh tế. Bên cạnh đó, trong lần triển lãm này còn có những tác phẩm khác cũng đầy sáng tạo của anh. Anh Đỗ Duy Tuấn là một bức tranh nằm gần đây. Tôi phải dùng đó, người chuốt móng những vị thanh. Tức là khi đèn cò đèn ấy ứng, tức là vĩ thanh á, thì anh Đỗ Duy Tuấn đã bắt gặp. Nói về anh Hổ Thủ, khi trong sân mài, người ta sẽ chia ra những người họa sĩ sân mài. Cô coi một bức tranh trừu tượng ấy, hay là bán trừu tượng người ta thì đẹp lắm. Nhưng mà họ vẽ thực bằng sơn dầu thì đang 10 thành 1, 2. Thì cấp của người không chuyên nghiệp. Anh Hổ Thủ á, anh vẽ cái tranh sơn dầu và sân mài, nếu qua hình và đứng xa thì giống nhau. Đó là thành đạt, tức là đính hình. Ngoài ra, công chúng cũng có được những giây phút quý giá được phiêu lưu trong thế giới đa sắc của Hồ Hữu Thủ. Thế giới tranh của ông giàu nhịp điệu nhưng luôn toát lên vẻ dịu dàng và thơ mộng. Nổi danh trong làng hội họa Sài Gòn trước năm 1975. Đến nay, Hồ Hữu Thủ vẫn rất sung sức trong sáng tạo bằng một tâm thức thiền. Chính vì thế, khán giả luôn ngỡ ngàng khi đối diện với thế giới tâm hồn của người nghệ sĩ này. Cuộc hội ngộ đầy thú vị đã cho công chúng một bữa đại tiệc về thị giác, và có lẽ dư âm của nó vẫn còn đậm đà mãi trong lòng người yêu hội họa.